Thì mình đang đưa một suất cơm xuống cho thằng bạn ăn và mình sẽ quay cho bạn nhé. Ở trên này gió rất là mạnh luôn các bạn, sương mù gió lạnh rất là mạnh luôn, khoảng 2-3 cái ao luôn. Đây là cái cột cắp treo nhé các bạn. Đấy, giờ này gió rất là kinh khủng luôn. Tí nữa thì mình sẽ đi lên cắp treo nhé các bạn. Đấy, gió thế này thì đi cáp rất là sợ luôn các bạn. Rất sợ. Ngồi lên cáp nó cứ đu đưa thế này các bạn ạ. Đấy, rất là sợ luôn. Bây giờ mình sẽ đi lên chỗ cặp xe nha các bạn. Ok. Đấy, đây là lối đi lên nha các bạn. Đây là cầu cáp treo các bạn này. Đấy, buổi này sương mù chẳng thấy gì luôn. Thấy được mỗi cái cột. Đây là lối đi lên nhá, đi lên chỗ cắp treo. Lạnh quá các bạn ơi. Đấy, đây là đường đi lên nhá. Chỗ này có một cái biển hố sâu nguy hiểm này. Đấy, công trường đang thi công này, hạn chế tốc độ này, cảnh báo này. Chỗ này người ta đang thi công ở dưới kia. Đấy, giờ này người ta nghỉ rồi nên là đấy. Đấy, đây là đường đi lên nhá. Đây, gió rất mạnh luôn, thổi vẹo cây luôn. Mình nhiều khi mình đi nó muốn té luôn các bạn ạ. Ở trên này mình hiện tại đang làm việc ở trên này nha các bạn. Nếu bạn nào thiếu việc thì nếu muốn trải nghiệm ở cuộc sống ở Bà Nà Hills thì cứ liên hệ mình sẽ liên hệ chủ thầu và xin việc cho các bạn nhé. Thực chất thì lúc đầu nghỉ thì cũng ở trên này sướng lắm, nhưng mà không phải các bạn, lên trên này cũng làm thậm chí là có khi còn vất vả hơn ở dưới bằng các bạn. Ở trên này thứ nhất là lạnh, thứ hai công việc cũng như dưới kia thôi. Trên này thì lạnh, nước lạnh lắm, nên là lên đây làm thì rất là vất. Đây, chỗ mình làm nhá. Đây cặp treo các bạn này. Đấy, bây giờ thấy mờ mờ đấy. Chỗ này người ta cấm quay phim chụp hình đấy. Quay là phạt tiền đấy, nhưng mà buổi này đang 12 giờ nên là 1 giờ kém rồi. Nên là mình cũng quay trộm. Đấy, đường đi lên chỗ cặp treo nha các bạn. Trên này rất là lạnh luôn. Lúc đầu lên cứ nghĩ là lên này trên này sướng lắm. Thực chất các cái khu du lịch thì mình lên làm công nhân thì nó không cho vào các bạn. Đấy, vào cái khu du lịch đấy bị phạt tiền này. Đấy, thì cũng cố gắng thôi. Đến lúc tới nơi rồi, cũng cố gắng kiếm đồng để về làm, về ăn Tết các bạn. Bây giờ mình sẽ lên chỗ cặp treo nhé các bạn. Ok, mình qua chỗ này mình phải tắt camera nhé. Không mà chỗ này là công trình đang thi công nhé các bạn. Buổi nay người ta nghỉ hết rồi nên là mình cũng quay vậy thôi chứ. Người ta thực chất thì người ta không cho quay đâu. Đấy, bọn mình không phải làm ở đây, mình ở làm ở dưới phòng bên tòa lâu đài bên kia nhé các bạn. Đây là mình quay một số cảnh cho các bạn xem thôi. Đấy,
Yeah.